Liên quan đến cái câu hỏi là do transformer really perform best or graph regression, liệu cái thằng transformer thực có hoạt động tồi với cái biểu diễn của biểu thị hay không. Chúng ta đi vào cái phần tiếp theo, đó là add the encoding intention, tức là mã hóa cạnh ở trong cái phép toán intention. Trong rất nhiều tác vụ biểu thị thì việc cái cạnh đó đóng vai trò là một cái cấu trúc, một cái đặc trưng của cấu trúc. Ví dụ bên trong cái đồ thị của phân tử chẳng hạn, thì các nguyên tử có thể có nhiều đặc trưng mô tả quan hệ giữa các nguyên tử với nhau. Những cái đặc trưng như vậy rất quan trọng với biểu diễn đồ thị, và nó cần phải được mã hóa đi cùng với các cái đỉnh, với các cái đặc trưng của đỉnh, và để diễn đạt cái nội dung bao hàm bên trong của cái đồ thị đó. Và có hai loại mã hóa cạnh mà chúng ta thường dùng. Trong phát đầu tiên thì các đặc trưng của cạnh được thêm vào những cái nốt liên quan, đỉnh liên quan. Trong phát thứ hai thì với mỗi đỉnh nó sẽ liên quan đến các đặc trưng của cạnh để sử dụng chung với các đặc trưng của nốt trong cái phép toán cộng cuối cùng. Mặc dù vậy thì những cách như vậy chỉ có phù hợp dùng phép toán như vậy, thì cái đặc trưng của cạnh chỉ có được lan truyền thông tin của cạnh đến các nốt liên quan thôi, các đỉnh liên quan, và đó không phải cách có hiệu quả để thúc đẩy thông tin của cạnh được lan truyền ra toàn bộ cái đồ thị. Tóm lại thì đây gì, hai phương thức. Đầu tiên là phương thức nhất là đặc trưng của cạnh thì được bỏ thẳng luôn vào đặc trưng của đỉnh. Cái thứ hai là đặc trưng của cạnh thì được bổ sung của đỉnh khi phép toán tính toán cuối cùng. Hai cách đó đều nó không có lan truyền được sức mạnh, được cái ảnh hưởng của cạnh nó ra cả đồ thị. Để có thể mã hóa cạnh tốt hơn vào các cái tầng intention, chúng tôi đề xuất một cái phương thức mã hóa cạnh mới ở trong GraphFormer. Ở đây thì cái cơ chế attention cho cần phải ước lượng cái tương quan của mỗi cặp đỉnh với nhau, và chúng ta thấy rằng cái cạnh kết nối giữa chúng có thể xem xét xem là nó có liên quan hay không. Với mỗi cái cặp đỉnh khắp thứ tự, chúng ta tìm một, ít nhất là một cái đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh VI, VG, và tính toán cái tích trung bình của các đặc trưng cạnh, coi nó là một cái phép nhúng có thể huấn luyện được trên đường đi. Một cái đề xuất gọi là cái nhúng đề xuất giữa một cạnh thông qua cái bias term thì thế này. Chắc cụ thể hơn, chúng ta sẽ thay đổi EG thành phần EG của cái matrix A trong phương trình 3 thành như sau. EG này nó bổ sung thêm, đây chỉ có đến B thôi, nó bổ sung thêm CEG nữa. Đấy, CEG là 1 trên N xn vkép en. Đây, ở đây thì xn là đặc trưng của cái cạnh thứ n trong sp, và de là số chiều của đặc trưng của cạnh. De cho trọng số này hơi lòng ngoằng nhỉ. Thế là tóm lại là ta sẽ tính là những cạnh, cạnh thì nó khác đỉnh, đỉnh không có đỉnh gì, từ đây lại coi rằng cạnh thêm rằng cg, cg như này.